My. Dạ. Con hay gặp ác mộng đúng không? Vâng. Thầy bảo rằng con hay làm điều xấu, nên bây giờ tà khí quấn thân. Vì vậy con nên ở nhà để cho các cụ phù hộ độ trì cho hai mẹ con. Còn bây giờ con ra viện xa như thế, các cụ phù hộ làm sao được? Lần sau ấy, mẹ đích thân đưa My đi khám bệnh. Còn bây giờ hai đứa vào nhà đi. Đi chị. Chị Tâm. Dạ. Tôi nhờ tí. Có việc gì thế chị? Này, thế chuyện tôi bảo chị đốt hương, chị có đốt thường xuyên không? À, tôi vẫn đốt thường xuyên, ngày nào cũng đốt, không bỏ một ngày nào cả. Thì bây giờ thế này nhá, chị đốt gấp đôi lên cho tôi nhá. Gấp đôi ạ? Như thế mới đuổi được tà ma quanh người đứa bé. Dạ. Thôi, dạ. Thế còn bây giờ tôi đi về đây. Ôi, chị về à? Ừ, nhớ đấy. Đốt gấp đôi cơ à? Tôi hỏi thật gì nhá. Cái gì đấy? Dì cố tình hãm hại tôi có đúng không? Con này, quỷ sứ nhà rời, vừa về sáng ra đã sủa lung ta lung tung rồi. Bớt sổ bệnh đi mày. Tôi chắc chắn là dì đã cho thuốc độc vào đồ ăn của tôi, thì tôi mới nôn mửa nhiều như thế chứ. Bình thường mỗi sáng tôi còn ngủ được thêm một chút, còn bây giờ tôi không thể nào tôi ngủ nổi. Mày không ngủ được đấy là cái việc của mày, không liên quan gì đến tao nhá. Bà Hạnh bà nói rồi đấy, do ăn ở không ra gì, sống ác, thế cho nên là nghiệp quật, nghiệp nặng đấy là do mày chứ không phải là tại tao nhá, đừng có đổ tại tao. Ngu ngục. Chị mệt thì cứ đi nghỉ đi, hôm nay việc cúng thần linh để mình em làm mà được rồi nhá. Mình mới biết chữa ngứa mắt nó dậy sớm thế. Mẹ, cái gì? Con hỏi thật mẹ đấy. Ờ. Là mẹ có hại chị My hay không? Ôi giời. Mày hỏi câu nào cho mày bớt ngu đi con. Hả? Mày nghĩ mẹ mày ngu đến cái mức độ đấy à? Mẹ có thù có ghét nó thật, thế nhưng trong bụng nó là con của con hiểu chưa? Thế thì mẹ thử nghĩ lại xem, mẹ có cho chị ăn gì lạ không? Đã bảo không mà lại. Nhưng mà có cái hương gì đấy, cái trầm gì đấy mà bà Hạnh đưa cho mẹ để đốt ở phòng nó đấy. Cứ mỗi một lần mà đốt lên là mẹ cũng ong hết cả thủ, mẹ không chịu được. Mẹ để đấy con làm cho. Mẹ cũng ghét ba cái trò tâm linh này lắm. Con quen làm rồi thì làm cho mẹ nhá. Vâng. Này, bà Hạnh dặn là nhớ phải đốt tăng lên gấp đôi, nhớ chưa? Thank you.
Mẹ ạ. Mẹ với chị đi khám về rồi ạ. Tình hình sức khỏe của chị thế nào? Có tốt không ạ? Cái thai nó bình thường. Hai đứa ở nhà đi. Mẹ đi có việc nhá. Dạ vâng. Con chào mẹ ạ. Con chào bác ạ. Bà Hạnh đi rồi. Mày nói thật đi. Ý chị là sao? Từ sau cái hôm mày vào phòng tao ấy, bây giờ tao đã ngủ được rồi, cũng ăn được, người tao cũng không còn bị ngứa nữa. Chị vẫn nghĩ là mẹ con em hại chị à? Thôi bây giờ tao không truy cứu. Nhưng mày phải giữ mẹ mày cho nó thật chặt vào. Còn nếu không á, tao sẽ bảo với bà Hạnh đấy. Thế nếu như chính bà Hạnh là người hại chị thì sao? Mày nghĩ tao là trẻ con à? Bà Hạnh ngu gì mà làm như thế? Chả nhẽ bà ấy tự giết cháu của mình chứ? Đời còn nhiều bất ngờ lắm. Mày nói rõ xem nào. Tạm thời em mới đang nghi thôi. Còn nhiều thứ cần phải điều tra rõ. Trước mắt chị cứ giữ mồm để mà giữ thân, biết chưa? Con Nam Mô A Di Đà Trời. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con lạy Ngọc Hoàng Thượng Đế. Con lạy Đông Tù Tư Mệnh Tạo Phủ Thần Quân Long Mạch Thổ Thần. Giật sinh thần bát tự của người mẹ đang mang thai ra. Giáng sinh thần bát tự của tiến chủ lên.